clip em Tuấn sẽ test đôi loa RS nhé. Đôi loa RS này là đôi loa đồng trục. Đôi loa RS đồng trục. Đồng trục á. Bao phê cho bác luôn. À, đôi này có mức giá là 1.900.000. 1.900.000 đôi loa này. Bát 16. Mời các bác đeo tai nghe vào. À, bác nào mua lấy vỏ không em bán vỏ cho bác được. Có nhé. Vỏ không cũng có. Test nhạc khác cho bác tí nhỉ. Từ giờ trở bên hiền tôi lòng ta nhớ mong, từng ánh mắt giây phút hẹn nào. Ngày xưa đôi ta bên nhau bao mất ngày tuyệt vời. Nay em ra đi cho lòng ta đớn đau. Người tình ơi sao em ra đi cho lòng ấy nát tan. Tình yêu đó đâu có tội tình. Giờ em yêu đang vui nơi ai đâu biết anh đau buồn. Với mức giá 1.999.000 một đôi loa này thì báo cáo bác là nó quá rẻ cho bác rồi. À, bác nào mua cái vỏ đôi vỏ không này, em nhấc vỏ không cho bác nhé. Vỏ không này bát 16 này 900.000 một đôi vỏ. Còn bình thường các bác mua đôi bát RS này không đã 1.300.000 rồi. 1.300.000 đôi đấy rồi đấy. Người đôi bát không. Bây giờ em lắp cả bát cả thùng, bây giờ cả bát cả thùng em để cho bác 1.999.000 quá mềm rồi bác rồi.